xe buýt biến hình. Tập 17. Cừu non bị rụng lông. Các bạn nhỏ đi học thôi. Wow, bên đường có rất nhiều kẹo bông kìa. Bendy, đó không phải là kẹo bông, là những đám mây. Nhưng mà, mây chẳng phải là ở trên trời sao? Sao lại trôi tới bên đường chứ? Các bạn nhỏ, đó không phải là kẹo bông, cũng không phải là đám mây, mà là cây bông. Cây bông? Cây bông là một loại cây trồng quan trọng, có thể dùng để làm quần áo, giải dốc và các loại đồ chơi đó. Mình muốn dùng cây bông làm một con khủng long lớn màu trắng. Trời sắp lạnh rồi, mình muốn dùng bông để may áo bông cho động vật nhỏ mặc. Ấm thật ấm, chắc chắn là rất dễ chịu. Thực ra cây bông ở trong trường mầm non đã nở rồi. Mình rất mong chờ tác phẩm của các bạn đó. Trường mầm non Ánh Dương. Chào buổi sáng cô Sandy. Chào buổi sáng Google Bus. Xe buýt trường học Google Bus đến nơi an toàn. Tới rồi. Chào buổi sáng cô Sandy. Chào buổi sáng mọi người. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Mình về trước đây, hẹn gặp lại các bạn sau nha. Google Bus, bạn vất vả rồi. Tạm biệt các bạn nhỏ. Tạm biệt Google Bus. Đây là cây bông bự quá chừng, mềm như nhung, trắng phao phao luôn. Cây bông này còn biết động đậy nữa. Cây bông biết động đậy. Cây bông còn biết kêu nữa. Ồ, thì ra là một bạn cừu non. Đúng vậy, đây là bạn cừu non mới tới của chúng ta. Chào bạn cừu non nha. Chào bạn cừu non nha. Cừu non thật là nghịch ngợm. Thức ăn cỏ tươi của cừu non bị héo vàng rồi, dì phải đi thay ngay mới được. Dì Susan, để con giúp dì. Nhưng mà cừu non... Cô Sandy, chúng con có thể chăm sóc tốt cho bạn cừu non. Cừu non trắng quá đi. Giống cây kẹo bông quá. Không đúng, không đúng. Giống như đám mây. Lông của cừu non mềm và mượt quá. Lông ở bên này bị mất rồi. Lông của cừu non bị mất rồi. Chắc chắn cừu sẽ rất đau lòng. Vậy phải làm sao đây? Có cách rồi. Chúng ta hãy tìm đồ, giá lông bên này lại đi. Đồ đồ thông minh quá. Chúng ta mau đi tìm thôi. Đây là thú bông khủng long mà mình yêu thích nhất. Mình nghĩ chắc chắn cừu non cũng sẽ rất thích. Xem ra cừu non không thích khủng long. Xem mình đây. Chiếc gối heo con kỷ niệm của mình. Đừng có làm dơ nha. Chào bạn nha cừu non. Được rồi, chúng mình đã giúp cừu non giá lông xong rồi. Cừu non, đừng nhảy nữa. Hình như cừu non không thích những thứ đồ này. Mình biết rồi, những món đồ này không giống với lông của cừu non, cho nên bạn ấy không thích. Nhưng mà, tìm đâu ra thứ giống với lông của cừu non đây? Mọi người mau nhìn kia, trên cây có ra bông hoa lông màu trắng kìa, giống hệt với lông của cừu non. Đúng là vậy thật. Vậy chúng ta mau đi hái qua cây bông, giá lông cho cừu non đi. Được. Cừu non yên tâm đi, chúng mình nhất định sẽ giá lông cẩn thận cho bạn. Cừu non.
Đường non sao vậy ta? Chúng mình còn chưa giá lông cho bạn ấy xong nữa. Chúng ta đã hứa với dì Susan là chăm sóc tốt cho cừu non mà, không được để cừu non chạy mất. Đúng, chúng ta mau đuổi theo. Cừu non, đợi chúng mình với. Cừu non, đợi chúng mình với. Cừu non, hãy đợi mình. Các con chạy làm ta chóng hết cả mặt. Dì Susan, chúng con vừa hái cây bông xuống là cừu non bắt đầu chạy loạn lên rồi. Phải rồi, cừu non đâu? Cừu non. Thôi xong rồi, không thấy cừu non đâu nữa. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta hãy gọi Google Bus đi. Vậy chúng ta gọi ngay cho Google Bus. Gọi cho Google Bus. Mình tới đây. Google Bus, cừu non hoảng hốt chạy lung tung trong trường mầm non, bây giờ không thấy đâu nữa. Đã hiểu. Google Bus khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng, kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Google Bus bắt đầu biến hình. Cừu non có thể gặp nguy hiểm, cần phải mau chóng tìm được cứu viện khẩn cấp, nên chọn xe cảnh sát. Google Bus biến biến biến. Cảnh sát trưởng Google Bus lên đường. Bạn đang ở đâu? Là cảnh sát trưởng Google Bus. Cảnh sát trưởng Google Bus đã tới hiện trường. Cảnh sát trưởng Google Bus, bạn mau nghĩ cách cứu cừu non đi. Mọi người đừng lo lắng, cừu non nhất định sẽ không sao đâu. Cảnh sát trưởng Google Bus lập tức cứu viện. Trước tiên phải tìm được vị trí của cừu non. Trên mặt đất chắc chắn có lưu lại manh mối liên quan đến cừu non. Là lông cừu rụng xuống từ trên người cừu non. Hãy đi theo qua đó xem. Là tiếng kêu của cừu non. Nơi phát ra âm thanh là bên kia. Cừu non bị mắc kẹt trong bụi rậm, phải lập tức giải cứu. Mình biết là bây giờ tình hình bạn đang rất tệ, nhưng yên tâm, mình sẽ luôn ở bên bảo vệ bạn. Cánh tay trợ giúp cảnh sát, phóng ra. Hãy cứu cừu non ra khỏi đó. Tìm thấy rồi, cừu non ở đằng kia. Đợi đã, tâm trạng của cừu non hình như trở nên không ổn định. Cố gắng cứu ra có thể sẽ làm cho cừu non bị thương. Hình như cừu non đang rất sợ hãi. Dì Susan, sao cừu non lại sợ hãi như vậy ạ? Cừu non trước giờ rất hiền hòa. Dì nghĩ có thể do bạn ấy bị kích động rồi. Kích động? Cừu non, chúng mình chỉ muốn giúp bạn giá lông thôi. Chúng mình chỉ dùng keo để dán lên thôi mà. Hoa bông, lông cừu, giá lông. Chắc là cừu non tưởng rằng hoa bông là lông cắt xuống từ trên mình của con cừu khác đó. DC, hiện giờ tâm trạng của cừu non đang hoảng hốt, con phải cẩn thận nha. Cừu non đừng sợ, đây là hoa bông để may quần áo mới cho bạn. Không phải là lông cừu đâu, bạn ngửi thử xem. Máy phân tích thông minh hiển thị tâm trạng của cừu non đã ổn định trở lại rồi. Được, cánh tay trợ giúp cảnh sát. Hãy dạch bụi rậm ra. Nhột, nhột quá, nhột quá. Xem ra cừu non rất thích Google Bus đó.
Các bạn nhỏ, do cừu non phải ăn thức ăn đã héo gian, dinh dưỡng không đủ nên mới bị rụng lông đó. Chỉ cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời thì lông cừu sẽ mọc lại thôi. Thật vậy sao dì Susan? Đương nhiên rồi. Nhưng mà cừu non bị bụi rậm làm tróc ra rất nhiều lông. Hình như bạn ấy rất buồn thì phải. Bạn xem này đi Si, mình dùng lông cừu và hoa bông làm một chiếc áo mới, mặc lên cho cừu non là được. Đồ mới của cừu non thật là đẹp. Các bạn nhỏ thân mến, có nhiều loài động vật có lông thi thoảng sẽ xuất hiện tình trạng bị rụng lông. Cô Sandy, vậy chúng ta nên làm thế nào ạ? Động vật bị rụng lông có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như dinh dưỡng không đủ. Chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân động vật bị rụng lông trước, không được tùy tiện giá lông cho động vật nha. Google Bus hiểu rồi, lông của động vật rất quan trọng, chúng ta nên cẩn thận bảo vệ nha. Hôm nay thời gian đến đây là hết rồi, tạm biệt các bạn. Go go ngay, go go cứu hạ. Ai kia sau xa go go đến ngay. Cảnh sát nhiệt tình, thuyền trường là mình đây. Vừa là tàu bay nữa, gặp bên gì.